Nó bị sao chú? Bị giãn ba chú ơi. Cái này nó bị gãy giãn ba rồi. Này cũng báo giá luôn được thì con tháo. Tháo tại chỗ. Sẵn vậy hỗ trợ vệ sinh luôn á chú. Thay chản ba máy giặt LG tại trung tâm điện lạnh Anh Thắng.